Mới đây, ông Trần Văn Tám, thành ủy viên, bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại xã Thạnh Lộc. Tính đến nay, xã Thạnh Lộc đạt 13 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Các tiêu chí chưa đạt như trường trung học cơ sở chưa đạt chuẩn về cơ sở vật chất, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với quy định, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề chưa cao, chưa có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp. Hiện địa phương đang xây dựng tuyến đường Bắc Trăng, ấp Tân Thạnh, bắc 5 cây cầu thuộc các ấp Tân Lợi, Tân Hưng, Thạnh Quế 2. Tại buổi làm việc, lãnh đạo văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố, lãnh đạo quyền Vĩnh Thạnh cùng ngành chức năng đã chia sẻ đưa ra các giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn để giúp Thạnh Lộc hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022 này.